Thời báo ngân hàng dẫn số liệu từ vụ tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 2 tháng 7 năm 2014, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 3,6% so với cuối năm 2013. Như vậy, con số này đã tăng đáng kể so với mức 2,3% tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2014 mà ông Phạm Xuân Hè, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ đã tiết lộ tại hội thảo diễn biến giá cả thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo ra năm 2014 ngày 30 tháng 6 vừa qua. So với cùng kỳ năm ngoái là tăng 3,31%, thì tín dụng trong năm nay cũng đã có chuyển biến tích cực. Theo các chuyên gia và các lãnh đạo ngân hàng, mục tiêu tín dụng 12% đến 14% trong năm nay có thể đạt được, bởi lẽ hoạt động cho vay thường được đẩy khá mạnh trong những tháng cuối năm. Hơn nữa, mặt bằng lãi suất năm nay cũng giảm đáng kể, đã giảm khoảng 1 đến 1,5% so với đầu năm. Trong khi nhu cầu hấp thụ vốn của doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện, sẽ giúp cho ngân hàng dễ tìm đầu ra hơn trong thời gian tới.